Làm gì? Ăn cắp xăng của xe 3 giờ. Bút xăng ra xe làm đường đấy kìa. Ủa, anh trộm xe xăng có ống nữa. Nó đi về quê rồi. Quê rồi hả? Kì. Hút xong hút đi. Hút cái gì? Ủa chứ gì, nãy giờ hút cái gì? Đi mua đồ chống khung gì hút. Mua ống thun hả? Ống hút hả? Ngoài. Nhầm. Ê, không cần mua ống thun đâu. Nhà mình có ống hút không? Có. Lấy cái ống hút ra đây anh chỉ cho. Rồi đây lấy đi, anh chỉ cho. Nè, cái ống hút này nè, thì cưng cắt xéo cái đầu này cho anh đi. Mình làm cách này á, mình không cần phải dùng cái ống thun để mình hút ra đâu. Chỉ cần cái ống hút là mình đã có rồi. Nhìn lỡ gì dọc đường rồi là lỡ mình không có lấy gì mình ống hút thì sao mà hút. Có chỉ có ống hút này là hút rồi vừa nè. Đó, dần cắt xéo hết cái đầu cho anh đi. Rồi cắt luôn cái đầu kia luôn. Đây, hôm nay Cảnh cũng chia sẻ hôm nay Cảnh chia sẻ cho cô chú anh chị mình một cách hút xăng ra mà cũng không cần cái ống hút. Hút xăng hút bự nha cô chú anh chị mình, chỉ có ống hút nhà hút trà sữa này kia bình thường, hút nước đá này kia bình thường thôi, hút nhỏ thôi là cô chú anh chị mình có thể hút xăng ra được bình thường nha. Tại vì thường thường cô chú anh chị mình đi ra ngoài đường á, dọc đường lỡ mà có hết xăng thì cô chú anh chị mình đâu có ống hút hút xăng đâu mà hút. Thì cô chú anh chị mình vô mấy tiệm tạp hóa hay tiệm nước gì đó, cô chú anh chị mình mua nước rồi xong xin mấy ống hút này nè, rồi ra cắt xéo mấy cái đầu cho Cảnh nha. Đây, cắt xéo đầu như vậy nè. Đó là mình hút xăng qua từ xe này chuyển qua xe kia được nha. Được chưa? Mấy ống rồi, cắt đũa bên anh 5 ống rồi được rồi. Rồi bây giờ cứ nói lại đi. Rồi nói lại hai đầu này nè. Nói lại đó chập với nhau. Đó, đơn giản luôn, nó không rất là cứng luôn nha. Cưng khỏi rút ra, đó. Thì cô chú anh chị mình cắt xéo xéo ra hai đầu vậy thì mình chọc vô nó cứng ngắc rồi cô chú anh chị. Rồi bây giờ chọc vô hết đi, rồi xong ra đây hút ra rất là đơn giản luôn. Cái này mình áp dụng cho lúc mình đi ra ngoài đường á, hai xe mà lỡ một cái xe mà hết xăng á thì cô chú anh chị mình có thể mình vô quán nước mình chỉ mua nước hoặc mình xin mấy ống hút này là mình truyền qua được rồi nha. Rồi đây cắm đầu này vô, chở đầu vô, cắt một đầu vô đó. Hai đầu dày dẹp đấu nhau nha. Rồi được chưa? Rồi ra đây. Đó, đơn giản thôi. Giờ dỡ xe ra. Rồi mở nắp ra. Đây, cắm vô. Rồi lấy cái chai kìa. Rồi nhìn cho. Rồi đút cái chai vô. Đó. Đó, tuyên thổi đây. Rồi qua nè, đó cô chú anh chị mình xem nè, đó thấy không, rất là đơn giản luôn nha. Mình không cần cái ống hút bự để mình hút xăng đâu nha. Đó, cái gì là mình đã hút ra được xăng, không cần cái ống hút lớn, rất là đơn giản luôn. Thì cô chú anh chị mình lỡ mà ra đường á, hai xe mà lỡ một xe hết á, thì cô chú anh chị mình sẽ áp dụng theo cái mẹo này nha, là mình hút xăng rất là đơn giản luôn và không phải cần phải đem theo ống hút xăng để mình rút xăng ra nha. Rồi được rồi, nhấp nhận như đây là đi ra đổ xăng xe kia để chạy về được rồi. Đưa cho xì. Cái chai này chắc là nửa lít phải không? Cái này cũng là cái xì à, không? Một cái cách rút xăng ra rất đơn giản nha cô chú anh chị. Rồi đậy nắp lại đi, cái lấy nắp đậy lại đi. Đó. Rồi đậy xe lại. Thôi Cảnh sẽ kết thúc video đây nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có xem kênh Cảnh á, có mến kênh Cảnh thì cho Cảnh xin một like và đăng ký kênh để ủng hộ cho Cảnh nha, để Cảnh có nhiều động lực hơn và làm nhiều video hơn và làm nhiều mẹo hay hơn cho cô chú anh chị mình cùng xem nha. Thôi Cảnh chào tất cả cô chú anh chị mình nha. Rồi để cầm vô đi nhé Cảnh.